chào các bạn đến kênh Xe Hôm Cách 24 giờ. Quasiki Z800 khúc hồng trong bản độ đầy lầu hiệu của người Thái. Vốn đã hấp dẫn với những anh em chơi xe phân khối lớn bởi vẻ ngoài hầm hố dữ dằn với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng. Nay chiếc Kawasaki Z800 càng trở nên hút hồn hơn khi được trang bị một bản độ cực chất, khi được trang bị thêm một loạt option đắt giá cùng với hiệu năng sử dụng rất cao. Z800 hút hồn trong bản độ đầy đồ hiệu của người Thái. Sở hữu diện mạo dữ dằn và hầm hố theo ngôn ngữ Shogumi đặc trưng, chiếc Kawasaki Z800 của một biker đến từ Thái Lan đã thu hút rất nhiều người với một bản độ cực chất khi được trang bị khá nhiều đồ chơi hàng hiệu. Dàn ghi đông trên xe đã được thay thế bằng bộ ghi đông DMV ổn định hơn với trợ lực Hybro RCS. Hệ thống phanh trước được nâng cấp với cụm phanh dầu Rebo RCS 19. Phía bên tay lái là cụm con CRGB. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm kính chắn gió và kính hậu Rexona Tomahawk, gù Driver Racing. Phanh đĩa kép ở phía trước cũng được nâng cấp với heo Rebo M4. Phanh sau cũng không kém khi được trang bị heo Rebo Bidix 2 bit đối xứng. Bình xăng của xe cũng là điểm nhấn khi được dán bộ đề can xương cá đầy phong cách. Toàn bộ thân xe được bảo vệ bởi chống độ Evotech Performance, che nhôm CNC Rexona. Ngoài ra xe còn được trang bị bộ số rít CNC đẹp mắt đến từ RSV4 của Racing, cùng với đó là sang số nhanh Quickship Trailogix. Hệ thống truyền nhôm cũng được với đĩa tải Driver Racing trên DAD cùng với đó là bộ gấp Lycotech. Cuối cùng âm thanh phát ra đầy quy lực đến từ ống xả Lycofit Full System. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.